chào mừng mọi người đến với kênh Library. Đăng ký để theo dõi những video hay nhất của mình nhé. Hôm nay là mình ở Sài Gòn, đang thực hiện hành trình trốn nắng cùng với vợ yêu. Hôm nay là đang ngồi tại một quán cà phê gần bờ sông Sài Gòn, vô cùng tươi mát. Hôm nay là làm cái gì? Hôm nay là làm vlog và cái chủ đề đó chính là mục đích của chúng ta là gì? Cái mục đích cuộc sống của mình là gì? Mình sống để làm gì? Có rất nhiều bạn trẻ khi học ở mái trường tiểu học, trung học phổ thông và đại học, thì lúc đó là cái bản thân mình chưa định hướng được cái hướng đi của mình là đi đâu và vào đâu. Và thậm chí là sau khi ra trường làm 2-3 năm rồi nhưng vẫn chưa định hướng được cái bản thân mình là sẽ cần gì và đi đâu, sống được làm gì, mục đích sống là gì và có thể cụ thể như thế nào. Rồi có rất nhiều bạn là rất là kiếm nhiều hướng đi khác nhau, làm nhiều việc khác nhau nhưng mà cũng không có nhiều cái thành quả. Tuy nhiên là vẫn có một số gương mặt là thành công với hướng đi của mình, nhưng tỷ lệ đó rất là thấp so với mặt bằng chung, đúng không? Thì giờ nói vào cái vấn đề là cái mục đích sống để làm gì và có kế hoạch gì cho mục đích đó không, thì mình xin chia sẻ những cái cảm nghĩ của bạn Cầu cùng đồng hành của mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Xin mời bạn Cầu chia sẻ nha. Anh dữ vậy, chia sẻ. Bữa đang ăn mà chia sẻ cái gì? Bạn nghĩ rồi một đứa sống có hạch là một đứa đó. Từ từ để suy nghĩ xong trả lời. Thấy chưa, mấy bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy thậm chí những người mà họ sống rất là lâu nay mình hỏi được câu hỏi liên quan rất là mật thiết với bản thân của họ, nhưng mà họ vẫn không khở mà họ trả lời được cái mục đích của họ là sống để làm gì và cái kế hoạch gì cái mục đích của họ đó. Giờ tôi hỏi gỡ tầm 10 người là có thấy 7-8 người là đã tới suy nghĩ. Thấy chưa? Cho nên đó, trong bản thân của các bạn cần phải vạch rõ ra câu trả lời và câu hỏi là bạn sống để làm gì và bạn có cái kế hoạch sống như thế nào để cho cái mục đích đó được thực hiện hay không. Thực chất là cuộc sống này rất là đơn giản thôi. Các bạn không cần đọc nhiều, học nhiều thứ, chỉ cần học đúng cái thứ mà mình đang cần vào thời điểm hiện tại và đúng những thứ gì mình muốn vào thời điểm hiện tại là ok rồi đó. Các bạn có thể ngắm sơ vào cái khung cảnh ở sông Sài Gòn vào một buổi trưa hè nắng nóng, vô cùng nắng nóng đó. Đằng xa xa có một con thuyền, nó đang chở đất đá xây dựng, nó đang đi trên thuyền, nó đang đi trên dòng sông đó. Cuộc đời chúng ta cũng như những cái thuyền như vậy, chúng ta phải định được hướng được chúng ta đi hướng nào và chở cái gì, đúng không? Sau khi Ngọc Kiều đã suy nghĩ vài phút giờ quay lại hỏi Ngọc Kiều, Ngọc Kiều đã có trả lời rồi. Em chị em hỏi gì đó có câu trả lời vậy chị? Là vậy, ăn uống mà cũng không được yên nữa. Cũng một cái sao tôi ăn no, mặt đẹp.
thấy chưa, các bạn thấy chưa? Thế sau khi một hồi mà mình quay lại hỏi nó, nó cũng có trả lời rất là vớ vẩn thiệt. Sống để ăn nữa đó. Đó, vì chúng ta cần phải có cái mục tiêu và kế hoạch rõ ràng về cuộc sống. Chúng ta có rất là nhiều bạn đọc đủ sách, nhiều kỹ năng sống, đọc vào giống tâm hồn đủ cái kiểu, nhưng mà chắc là các bạn chậm với bản thân mình hay không thì đó, các bạn cũng cần phải có thời gian để ngẫm nghĩ đó. Các bạn có ý kiến nào, ý kiến gì thì hãy inbox phía dưới đó. Nhớ đăng ký để theo dõi những video hay nhất. Ok, chào tạm biệt các bạn.